mạnh gió ấy. Mỗi năm em lại về một lô này các cụ nhé. Năm ngoái cái lô này em bán 120 cái ở trên Facebook trong vòng 2-3 hộp này mới sạch. Nhưng mà năm ngoái bán những chiếc bình này giá cao lắm, năm ngoái bán 750.000 một cái cơ. Nó không bị lỗi gì mấy đâu. Dưới này đẹp lung linh luôn này, trên có mấy cái tí chấm ấy. Đấy. Không nhìn rõ đúng không ạ? Không đáng kể luôn. Cái bình này cao 60cm nhé. Cao 60 và bụng của nó là 78, khá là to đấy. Và cái này em đang bán với giá cực kỳ rẻ luôn. Chỉ có xem nào. Năm ngoái 750k, năm nay bán cho các cụ chỉ tầm 580k nhé. 580k lại còn bao ship. Không bao giờ ở đâu được cái giá rẻ đấy đâu. Cặp như một cặp chép sen như này nhá, mà bán nhà lò bán ra là rơi vào 1.700.000. 1.700.000, nhưng mà thường là còn không bán những kiểu như là men lam không này đâu, mà lại phải qua vẽ vàng cơ. Đấy, bán lại còn phải vẽ vàng cơ chứ không phải là vẽ men lam không này đâu. Nhưng mà men lam không này thì trông nó mới đẹp này, vẽ vàng mà trông chơi nó vừa đắt lại không chơi được lâu. Hàng này là 100% vẽ tay thủ công nhá. 580k mã 1. Mã 2 này. Mã 2 là một chiếc bình phúc lộc thọ này, vẽ tay. 100% là vẽ tay. Cao 52, bụng là 68. Củ của nó chỉ bị một chút rịa đấy thôi. Rịa này là do rịa đắp củ các cụ nhá. 100% những cái chiếc lọ này là hầu như là đắp củ. Mà trong quá trình đắp củ thì thỉnh thoảng có những cái nó bị lỗi rịa như này ở mặt sau, không đáng kể. Nó chỉ bị một chút ở mặt trước thôi, còn trong lòng thì lại không bị sao. Nói chung là đựng nước thoải mái. Đây, mặt trước này chả sao này. Đấy, đẹp lung linh. Để bày biết thoải mái này. Rịa này mà không bảo thì không biết đâu. Nó bị một chút thôi. Đấy. Cái này thì giao lưu là 390k này, bao ship cho mọi người, bán quá rẻ luôn. Một chiếc bình này mà bán 390.000, bao ship đây, cao tận 52. Mã 3 này. Mã 3 đủ một cặp. Không phải đâu. Cái này nó lại cao hơn một chút rồi. Cho nên chắc là phải bán lẻ thôi. Cái này là 350. Không lỗi gì cả. Cao 41, 350. Không bị lỗi gì cả. Mã 3, 350k. Cao 41, không bị lỗi lần gì cả. Bụng của nó là 55, miệng là 14. Vẽ tay 100%. Bây giờ kiếm đâu ra những cái hàng vẽ tay này 100% mà giá nó như này nữa. Ngày trước những cái hàng này em không nhớ không nhầm này, vào toàn khách vào mua toàn là bán 900 một cái. Có tay biết đấy. Lọ nhỏ đắt hơn cả lọ to. Là 3,5. Mã
A4 là một chiếc bình vẽ tích Thiên Hạ Thái Bình nhá. Ôi trời, ôi tưởng nứt quên, không phải nứt, không phải nứt bụi thôi. Cái này đẹp luôn, không lỗi lần được cả. Vẽ kín, vẽ tích Thiên Hạ Thái Bình. Cái này thì có đúng một cái tích vẽ Thiên Hạ Thái Bình thôi, cực kỳ đẹp. Cái này cao cũng 60, bụng 78 này. Vẽ đẹp lắm. Vẽ tay 100% luôn. Thiên Hạ Thái Bình, đình chùa này. Mã này là mã 5. 650k. Không lỗi lầm. Hàng vẽ đẹp luôn. 100% vé tay luôn. Cao 60, 1,8. Siêu to khổng lồ. Xuống 3,5 này. Alo, mã ai là mã 4 anh chị nhá? Em nhầm. Mã là mã 4. Mã 4 650k nhá. Em sửa lại. Đấy, cái này cũng 350k này. Không lỗi lầm gì cả. 100% vẽ tay chép xe. Cái này cao tầm 40-41. Bụng là 58. Mã 5 này 350k. Bảo ship. Năm là 350k nhá. Mã 6 là vẽ tích công đào. Vẽ kín, vẽ đẹp luôn. Cái này là mã 6 này. 420k. Vẽ tay. Sau là vẽ phù dung phù quý này. Trước là vẽ đào này, công này. Rất là đẹp. Cái này cao là xem nào. Để em đo kích thước cho mọi người nhé. Nó cao vào tầm 52, bụng cũng 68, 120k trước này. Cái dáng này chắc nhiều người thích này. Xem có lỗi lầm gì không nào. Đùi dế này, dáng đùi dế này nhiều người thích lắm, không có lỗi lầm gì cả. Tích này là tích gì nhỉ, quên mất rồi. Đẹp. Cao 52, dáng này nó cao lắm, nhìn trông đẹp lắm. Đùi dế này. Dáng này là 52, cao 52, dáng hùi dí. Bụng của nó là 66. Vừa nói cái mã kia là mã mấy nhỉ? Để em xem lại. Mã này là mã 7. Cái này không bẩn đâu nhá. Cái này về nhà mọi người chỉ cần xịt nước là sạch rồi. Xịt nước phát lau qua sạch luôn. Đi thoải mái luôn. Mã 7 này là cái giá nồi dí này là 450.000 nhá.
450.000 cái mã đùi dí này. Mã 7. Vẽ sen không lỗi lầm gì cả. Cái này cao 60, bụng 78. Vẽ sen bay trong nhà rất là lành. Mã 8 580k, cao là 60, bụng 78. Khiếp. Mọi người mà mua thì ebook cho em để em gửi ảnh chi tiết cho mọi người nhá. Lành đẹp luôn. Mã 9 là một cái bình cao 52. Đây này, còn bụi này. Đấy mọi người nhìn này, còn bụi này. Em phải lau đi hết lại đấy. Cái này vẽ kín đấy. Đấy. Không lỗi lần gì cả. Cái này không lỗi lần gì cả. Mã 9. Mã 9 là xem nào. 480k, 480k quá rẻ, bao ship đấy. Cao là 50, bụng là 68. À đây em xem lại bụng này, khả năng là to hơn đấy. Đúng rồi, 68. Miệng là 17-18 này đấy. Cao 50, 180k. Mã 10 cũng vẽ cung đào, quay bên phải, bên trái. Đây cái này thì cũng cao 50, thì như em bảo là nó cũng bị đây này một chút dạn ở miệng, dị ở miệng, cái chỗ này là cái chỗ củ chắp, nước không thấm qua, nó chỉ bị một tí bên ngoài. Cái này là bán 380k thôi nhé. Cái này em bán 380k. Lỗi một chút không đáng kể đâu. Mọi người về mọi người bày chơi vẫn đẹp thoải mái. Cái quan trọng là nó vẫn lành. Hàng cũ mà. Mã này là mã 10. Mã 10. 380k mã 10. Mười một là cái dáng bí cao này, dáng hay thun mà trông cao á, cũng vẽ cung đào, sau là vẽ phủ cung dụng phù dung phù quý. Cái này em xem nào, chắc cũng chỉ cao tầm 50 thôi. 53, 52.5, 52.5, bụng là 70,
lỗi lầm gì cả. Mã 11 480k. Hàng hôm nay thanh lý cho mọi người rất là rẻ nhá. Mọi người cứ chụp lại mã xong rồi để chụp lại cho mọi người ảnh trực tiếp. Sang mã 12 này. Em muốn sang không nhỉ? Không sang. Em này cũng là một em bình không lỗi lầm gì cả. Cũng vẽ công đạt dáng lục bình. Mã này là mã 12 này. Mã 12 là 480k nhá. Thì mọi người ơi, những cái hàng như này cái công vẽ khá là cao mọi người nhé. Thỉnh thoảng một lô thanh lý thì mọi người nên chớp thời cơ nhá. Chớp thời cơ nắm bắt thì mua những mặt hàng vừa rẻ lại vừa đẹp nhá. Mã này là mã 12. Mã 13. Tích này là tích gì nhỉ? Lạ thích nhỉ? Xem mọi người. Mã 13. Chết xe có một chữ phúc. Cái này là cái gì ở quý vị? Dáng này là dáng lục bình. Những cái tích mới mới này thì em kém. Có chữ phúc này. Mã 13 có chữ phúc này. Vẽ tay 100%. Cái này cũng bán là 580k mọi người nhá. Mã 13. Nhiều quá nhỉ. Rồi, phát lên hết luôn. Lên luôn cho nó sướng. Mã 14 này. 14 này. Không lỗi gì cả. Cũng công đạt. À đâu? Công Tùng à? Không lỗi lầm dáng lục bình. Mã 14 cũng 580k. Giá em ghi ở đây rồi thì không thể nào nhầm được đúng không? Đẹp chưa? Đợi em chút nha. Dáng cực kỳ đẹp luôn. Mọi người về mọi người bày ở kệ tivi cũng quá ok. 580k. Cho một chiếc bình cao 60 bụng 78. Một chiếc bình đáng bí nữa này. Ôi 20 phút. Một chiếc bình dáng bí cao 54. Bụng 74. 54 74. Cái này là mã 15. Mã 15.
Cái này là 490.000 đấy nhá. 490.000. Cao 54. 74 bán có cho này 490.000. Trời ơi. Phá sản rồi anh em. Em này cao năm mươi tư cao 54 bụng chắc cũng phải tầm 70 đấy. Mã 10 mấy nhỉ? 16. Cái này bán 480.000 nhá. 480.000, không lỗi lầm gì cả. Lành tiếp. Cái phúc lộc thọ này dáng dáng gì nhỉ? Dáng lục bình đẹp đấy. Đẹp tay này. 37. Nói chung hôm nay toàn men lam thôi. Men lam này là chơi là bền nhất đấy. Không xuống màu, không lỗi thời. Một chiếc bình phúc lộc thọ dáng quý này. Mã 18. Mã 18. Cao cũng tầm 54 bụng 74 rồi, chắc chắn. Xem. Cái phúc lộc thọ này thì đắt hơn một chút nhé. À thôi. Bán hết đi. Mã bao nhiêu rồi? Mã 18. Bán vẫn 490. Vẫn 490. Không bán lên làm gì cả. Vẫn bán ra 490. Mã 18. Cao 54 bụng 74. Bán hết rồi đây. Sen thường luôn. Vẽ sen này. Cao 60 bụng 78. Mã 19. 580k. Bảo ship. Đấy, mã 19 nha. Không lỗi gì cả. Chép sen. Mã 20. 580. 580. Mình xuống mệt. Sen cò. Sen cò 20. Cao là 60, bụng vẫn 78. Mã này là 21. 580.000, bán hết rẻ đi. Mã 21 580.000. Lạnh đẹp, chả lỗi lầm gì cả. Vẽ tay. Cao to lực lưỡng. Mọi người nhìn trong clip nó như thế này thôi, nhưng ngoài to lắm đấy. 580.000 một chiếc bình cao 60 bụng 78.
công này bụng 60, 60 bụng 78. Mã này là mã bao nhiêu nhỉ? 22. 22 vẫn bán 580k. Mọi người mà ôm được nhiều là ngon đấy. Hàng quá rẻ luôn. Đây vẽ tay. Vẽ tay 100%. Vào tay em nhà sản xuất. Thì có giá rẻ đấy không? Mọi người mua qua vài ba giờ thì giá cũng tăng lên một chút. Còn nhiều đấy. Chút đâu. Hai giờ đúng không ạ? Cái này bị rịa cổ. Cũng cao 50, 51 rồi đấy. Mã 23 450k. Phục cọc thọ dịa củ một chút thì bán 450.000. Cũng cao tầm 50 mấy, năm hơn 50 đấy. 24 450k. cái này 480k, không lỗi gì cả. 324 một chiếc bí lồn. Cái này cao tầm 41 42. 24. Mã này mã 25. Ba 350k thôi. To phết đấy, phải bé đấy. Còn cái lưu bình con này này. Đây này. Đấy, bình con này này. Để em xem có đủ cặp không. Chắc là không đủ cặp được không. Nhặt thêm lên nhé. Sen cá các kiểu. Hiêu cỏ vượn. Cuối nhá. Thì là cái mã cuối này thì có khoảng 2 4 5 10 15 16 cái bình con kiểu như này. Để em xem kích thước của nó là bao nhiêu nhỉ. Tạm thêm xem cái mã này là mã cuối này. Thì là bán được giá là 120.000 cái. 120.000 cái. Mã cuối này thì nó nhiều tích lắm. Mọi người xem là nó cao tầm ở tầm 31 32 thì là cứ bán 320.000 một 120.000 một cái. Thì ai mà lấy cái mã cuối này thì bảo em là cho anh xem mã cuối, có xem có những cái ảnh nào thì em sẽ chụp từng cái ảnh một cho mọi người nhá. Mã cuối là tầm toàn là lọ cao 31 32, nói chung là trên 20 và 35 đủ lại đấy, không lỗi lầm gì cả. Vẽ tay mã cuối thì là tạm là như thế nhá. Nhiều quá. Bây giờ nhập lên từng mã một thì lâu lắm.
mọi người cứ bảo mã cuối thì là em sẽ xem có cặp đủ không thì em sẽ test cho mọi người, còn không cặp thì mọi người có thể mua một cái tích này và một cái tích này cao bằng nhau cùng sao cả, mình về mình bay độc binh mỗi chỗ một cái, ok chưa? Đấy. Em Vinh xin chào các cô chú anh chị nhé. Thì hẹn gặp lại mọi người những phiên bán hàng tiếp theo và nhớ đăng ký cho em nhá. Xin chào mọi người. Clip này dài phải xem nào. 30 phút rồi. Quá lâu chưa bao giờ like, chưa bao giờ like nhiều như thế này. Khản hết cả cổ. Xin chào mọi người.